Quen một thời gian thì tụi em thấy nhát quá, em nghỉ chơi em chơi nữa. Nhát quá, không biết cô gái. Có quen một thời gian. Là thời gian. Mến mến thích thích trên mức tình bạn. Giận hờn vậy đó rồi mất liên lạc. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân. Dạ chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phong, 30 tuổi, nhân viên kỹ thuật của công ty CJ Cầu Tre. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trường, em 30 tuổi, em đang làm phòng kinh doanh của công ty tư vấn du học. Nhưng mà năm nay là năm nay khó khăn. Dạ. Du học chắc ngưng hết rồi ha. Đây là tình trạng chung. Anh đang rất muốn biết rằng là cơ duyên nào hai em gặp nhau. Tụi em quen nhau 11 năm. Lúc đó là em học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thì em hay đi đá banh ở công viên Lê Thị Riêng á. Đá banh hả? Dạ dạ. Tụi em hay tập đá thì thiếu người. Anh này ở trường khác thì cũng đứng coi. Xong rồi em thấy cũng có vẻ cũng đam mê. Xong rồi em mượn vô để chụp gôn hay là đá cho đủ người. Ủa em ơi, em đứng đó em coi gì em? Em thấy phụ nữ mà đá banh em khoái lắm, là em coi. Như là em thích đá banh nữa. Coi giò, coi cản. Coi như là nguyên đội nữ hả? Dạ, nguyên đội nữ. Mà ông đứng không coi đội nữ đá banh. Em coi để em huấn luyện á. Xong rồi là em được nhờ vô cái, ở chụp cái vị trí nào nhiều nhất? Dạ, chụp gôn vậy, chủ yếu là để đi lượm banh thôi. Thì nữ là hay đá ra. Ủa, ngoài nhưng mà sao được em? Sao được em, tại nữ nữ đá nhau sao mà thiếu người anh? Thiếu người anh. Mượn thường xuyên không em? Dạ mượn thường xuyên. Mượn bữa rồi. Khi nào thì mới bắt đầu? Sau đó thì tụi em thấy ông này sao mà nhát dữ, kêu vô là biểu gì làm nấy luôn á, không có dám làm gì hết trơn. Lúc đó em nghĩ trời ông này vì sao cua gái. Đó là em có ấn tượng gì về bạn này không? Có thích bạn này không? Thấy thích thích hả? Giống như trong đội mình thấy ai đẹp á. Ý mà đứng coi. Nhưng mà em không phải là người đẹp trong đội. Thích rồi thì nên em nhờ mới vô. Dạ. Mới vô làm liền đó. Là xong rồi sau những ngày đó thì rủ đi chơi này nọ. Rồi quen một thời gian thì tụi em thấy ảnh nhát quá. Em nghỉ chơi em chơi nữa. Nhát quá không biết cô gái. Có quen một thời gian. Quen thời gian. Mến mến thích thích trên thì mức hẹn, tình bạn. Hẹn nhau đi ăn đi uống vậy anh. Về quê Tết rồi đó rồi giận hờn vậy đó rồi mất liên lạc. Mất liên lạc tới khoảng 2015. Dạ. 5 năm trời mất liên lạc với nhau. Dạ. Cơ duyên nào mà gặp lại nhau? Trong thời gian không chơi với nhau nữa cũng mạnh ai cũng quen những mối quan hệ khác. Rồi sau một thời gian thì cả hai cùng thất tình. Đồng cảnh ngộ vô tình tìm thấy nhau ở trên Facebook. Nhớ lại bạn này ngày xưa mình cũng có quen thôi lâu rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Cà kỳ với nhau. Bắt đầu là cà kỳ với nhau trước. Thì thấy thất tình nhau. Đồng cảnh ngộ nhảy vô cà kỳ á. Cà kỳ rồi nói chuyện đâu khoảng 2 tuần. Rồi mới hẹn đi ra nhà ra ngoài. 5 năm ở cái thời thanh niên nó sẽ thay đổi rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì khi tụi em gặp lại nhau á thì cái ấn tượng của tụi em như thế nào? Em thấy vợ em thì xinh hơn lúc trước nhiều. Giống như lúc trước là còn đi học cho nên không có chỉnh chu, không có chăm sóc. Đi làm rồi thì tôi nghĩ là đẹp hơn. Đẹp hơn. Lúa trổ đồng đó em, lúa trổ đồng. Em thì dạng dĩ hơn rồi. Dạng dĩ hơn. May quá. Anh ấy đã biết cô gái. Anh đã biết quen đó phải không? Dạ, anh ấy đã biết nói chuyện. Đó, cái bữa gặp nhau đầu tiên đó là cua làm sao? Có gấp cho em ăn. Nhưng ngày xưa là không có chuyện đó. Đó, rồi có nắm tay được không? Dạ, chưa. Chưa được nắm tay. Được nắm tay chưa anh? Con nắm. Có tấn công quyết liệt không? Gặp lại mình thấy mình có ấn tượng, mình thấy thích, từ từ mình mới nhắn tin hỏi thăm tại sao chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể để em thấy tội, em thấy thương để mới nhắn Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bả nhắn lại ông này bị điên hay sao, nó chặn số điện thoại em luôn, chặn tin nhắn luôn. Tên của bà cũng nữ tính quá. Dạ, hai vợ chồng đọc tên lên không ai đoán được ai là vợ, ai là chồng, ai là vợ. Dạ. Trường. Trường Phong. Khi nào thì em mới chấp nhận? Tụi em mới cưới hồi ngày 8 tháng 8 2020. Gặp lại rồi quen nhau là từ 2015. Dạ. Dạ. Tới 2020 mới cưới nhau. Dạ. Vậy là trong 5 năm có nghĩa là em gợi ý muốn cưới cổ mấy lần? Dạ, em như là đếm nổi không, 3 lần hay gì á. 3 lần luôn. Lý do em sao lần thứ 3 mà em đồng ý cưới? Mỗi lần mà em bực mình lên ấy, em chặn số điện thoại ấy, anh ấy cứ đến trước cái nhà em ở ăn dầm nằm về lê lết ở dưới đó ấy.
em sợ ảnh hưởng đến chủ nhà của em sợ ảnh hưởng đến hàng xóm á, em phải xuống thôi, em phải ra mặt thôi. Đó, cho nên làm thì sau đó em mới nói chưa có ổn định, với lại em cũng lo bây giờ quen nhau thì vui vẻ thế này thôi, nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân, quen là quen mà cưới là cưới, nó khác nhau. Lúc đó thì công việc em ổn định chưa? Dạ, công việc em thì ổn định anh. Mới chỉ có tới thôi. Gần cưới, chuẩn bị cưới thì công việc có chút thay đổi. Em có sống thử không? Dạ, dạ không. Em là một người truyền thống. Nghĩa là giữ gìn. Dạ. Dạ. Giữ gìn. Có thể chơi nhiều cái khác nhưng lại truyền thống trong cái việc đấy. Ừ. Quen người cũng đi chơi, cũng đi du lịch, cũng đi nhiều lắm. Tụi em đi rất nhiều nơi. Nhưng mà giữ không giữ khoảng cách thì giống như ở chung thì cũng ôm nhau ngủ vậy thôi, trừ cái đó thôi. Em thì cũng người bình thường, không phải thánh, nhưng mà mình thương, mình thương nhiều quá cho nên chấp nhận. Em càng bực bao nhiêu thì đến tới đêm tân hôn là em càng cảm thấy là xứng đáng, đúng không? Dạ, mà đêm tân hôn chưa được nữa chị, tại vì nhà em ở dưới quê mà giống như nguyên cái nhà lớn vậy đó, dập chùa kế bên nữa, cho nên làm gì là cả nhà biết hết. Bữa đó không làm gì hết thì lên trên đây ở riêng, thuê phòng trọ phải hỏi kỹ là có cách âm không. Nhưng mà cũng không được, tụi em phải 3 tháng sau giữ về chờ. Mới có 1 tháng mấy được thôi đó hả? Dạ, mừng lắm chị. Em cũng là mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô ba la đau thì em buông. Mà giờ ok chưa? Giờ này giờ ok em? Dạ, giờ không có la đau mà không có la nữa. Mà em không ấy gì là sẽ la em. Là em bị la. Em bị la. Không, bây giờ là đây là giây phút tận hưởng nè. Dạ. Mấy tay em làm gì á? Vỗ tay. Đây là cái tay đàng hoàng. Đúng không? Đó, chị show em hoài. Coi như là được nhiêu ta, được mấy tháng vậy đâu có thấy tật tụi xấu em... đâu, có lòi ra tật xấu gì của nhau không nè? Có chị. Anh thấy phong hiện chết luôn. Dạ, nhưng mà ở trong mới biết, ở trong chăng mới biết. Đâu ví dụ tật xấu gì đâu coi nè. Hay coi điện thoại á chị, anh hay coi sàn ở trên mạng á, luôn luôn có cái để coi hoài luôn á. Mà chúng ta đều đi làm đến buổi tối là sau bữa cơm là nên dành thời gian tâm sự. Hôm nay tôi bực bội cái gì, tôi vui cái gì, tôi bức xúc cái gì. Hai vợ chồng cùng coi một bộ phim, ví dụ như mẹ mẹ con cân hàng con anh thời thay mà đợi mẹ. Ngồi em tâm sự, anh cảm thấy bây giờ sắp tới mình sẽ làm cái này, làm nọ, làm kia. Giống như em đang ngồi với cái máy ấy, còn ảnh thì vẫn cứ coi sàn. Em bực quá thì em xuống dưới đó em ngủ. Còn vậy một là em xuống đất, hai là anh đi ra sofa. Đó, rồi sao nữa nè? Anh tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá. Nhưng mà tiết kiệm quá, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Mà về nhà là không mặc đồ luôn đó, đúng không? Đúng rồi chị. Mặc không dám mặc mà. Dạ. Mặc sợ hư đồ đúng không? Tối ngủ mà không mặc. Giặt luôn. Nghĩa là tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá, nó không có ép em là không được mua này mua nọ, shopping này nọ kia. Nhưng mà cứ mỗi lần em mua này cái nọ kia về thì anh lại hay hỏi này ở đâu ra. Dạ, em hỏi để coi mắc hay rẻ để em mua giùm. Để làm gì? Coi chỗ nào rẻ hơn em mua. À được. Để tôi nghe em nói cho nghe. Đó. Sao nữa nè? Đó, rồi lâu lâu đá banh á, đá banh xong á thì đi nhậu. Đá banh xong là khoảng 9 giờ đêm rồi. Nhậu đến 10 rưỡi về, 11 thiếu giờ. Nước, mất nước. Mà em đang nghĩ đến một ngày là giả sử đi nhậu xong lỡ có chuyện gì 11, 12 giờ đêm gọi cho em. Để nói là em ơi anh đang bị cái này nọ kia, làm sao mà em có thể ứng cứu, em có thể có mặt đó. Em biết đường đâu mà đi. Em sợ đúng không? Dạ. Vậy em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Cũng may là đá banh xong nhậu rồi. Nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu vui thôi, đừng vui quá. Ảnh sống thoải mái lên tí. Phóng khoáng lên chút. Nhưng mà em, giờ tới em đó, bây giờ em dồn em quá. Giờ em bóc rồi. Dồn vô, anh đừng cùng luôn á. Ở trên đây có 30 phút thôi, nhưng mà mình sống cả đời đó nha anh. Anh nói sợ, anh nói. Vợ em thì có một cái tính là giống như hơi cố chấp. Nhưng mà khi mà có một cái việc gì á, em nói á, thì không có nghe. Như gạt qua bên vậy đó. Giống như mà khi mà giận nhau á, bả được quyền nói thôi. Bả nhắn tin hay gì, bả nói một lèo xong tới lượt em, bả chặn. Em đâu được quyền nhắn, bị chặn hết luôn. Chặn tin, chặn hết luôn. Có cái chiêu hay thật. Các chị phải học quá. Không làm gì được anh. Em mò hết cách, chặn điện thoại rồi đóng cửa, em gửi mail là hết chặn được, cũng đọc rồi. Mail không chặn được. Mail không chặn được, chỉ có thể cho vào trang mail thôi. Sao nữa?
cái tánh em hơi tiết kiệm, vợ em thì hơi phóng khoáng chút. À, trời em cũng bù đắp đó em. Như làm đồ ăn, dọn ra ăn, để xong quay qua quay lại thấy bả đâu mất tiêu. Không, quay qua thấy lấy cái cục đồ ăn đem ra ăn chó nhà sớm ăn. Trong khi đó em ăn, để cái này bả ngon để dành cho bả đi, bả không ăn lát mình ăn. Quay qua quay lại gấp để riêng, hỏi chị đem cho con chó ăn. Không lẽ em nói giờ không lẽ em dành ăn với con chó. Mà chó nhà hàng xóm nữa. Em thích lắm, em thích chó mèo lắm. Dễ lắm, mai em mua cho con đi. Anh không cho, anh không cho em nuôi thú cưng. Em thích chó mèo ghê lắm. Em cũng thích mà nó dơ. Sợ hốt đúng không? Em suốt ngày em phải đi nựng chó hàng xóm. Cũng vậy nè. Dơ thì vợ em sẽ tự làm. Tại giờ chưa có con mà đúng không? Dạ chưa. Anh ngủ đi. Bây giờ chị nói nghe hai đứa, tụi em còn quá son luôn á. Thực sự cái cuộc sống hôn nhân của tụi em nó còn quá mới mẻ luôn. Thì chị nói trước nè, trong một cái năm đầu tiên á, là cái năm sóng gió của hai vợ chồng. Sóng gió đây không phải là cái gì mà là tụi em bắt đầu phải tề cái tôi của mình lại để mà tụi em khớp vô nhau. Chứ còn nếu không á, là sẽ gây lộn liên tục. Lúc này bắt đầu tìm hiểu nhau đi, tìm hiểu nhau giống như hồi mình mới yêu nhau vậy đó. Đó nha. Đó thì để mà mình dung hòa với nhau cho cái gia đình mình hạnh phúc. Rồi, mong rằng là các em sẽ hiểu nhau nhiều hơn và phải tận hưởng cái năm đầu tiên của hai vợ chồng. Đúng rồi. Nghe. Có đi du lịch đi chơi rồi đi. Dạ. Ok, nghe. Trời siêu ghen luôn chị. Ảnh kêu là em ơi em đi làm em mặc đồ cà tàn thì cho em đi nha. Còn nếu mà em xin vô chỗ nào mà mấy sếp đẹp trai mà em mặc váy là thôi ở nhà khỏi đi đâu hết trơn á. Thì bây giờ ổng bắt em ở nhà bán bánh online có gặp ai đâu anh. Xin chào hai em. Một cặp vợ chồng rất là đẹp đôi. Cái miệng kìa, cái miệng rất là phu thê, cái mũi cũng phu thê, cái đôi mắt hơi mắt khác khác. Không, hơi cặp khác phu thê luôn. Đó. Khác là tại vì bạn này đeo kiến thôi. Đó. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn thể vị khán giả. Em tên là Lâm Nguyễn Quốc Vinh, năm nay em 32 tuổi. Em hiện đang làm đầu bếp ở dưới Bình Dương. Nhưng mà đồ món Tây hay món ta? Dạ, em làm món Tây, bây giờ là em đang làm bếp bánh. Hôm nào anh xuống dưới anh ghé anh ăn nghe. Dạ. Ở đâu vậy? Dạ em làm ở dưới sân golf Harmony. Rồi còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Lệ, năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang kinh doanh bánh online tại Bình Dương luôn ạ. Bán bánh luôn? Trong chuyên nghề lại. Nhưng mà kinh doanh là bán bánh hay bán gì nè? Dạ bánh kem. Có nghĩa là ngoài việc là làm bánh ở trong sân golf ra thì về nhà chắc là hai đứa cũng dạ, là học làm... ảnh truyền hết lại cho em luôn. Oh, tức là em cũng tự làm bánh và em bán dạ, trên online rồi. Luôn. Chút nữa vô kết bạn Facebook nghe. Anh chị là phi sinh. Vậy là nguyên lý anh khoái bánh lắm. Và hai đứa giới thiệu cho anh biết lần đầu tiên gặp nhau như thế nào. Vào mùng 1 Tết là em có qua một nhà của người bạn là để giới thiệu cho cô bé hàng xóm là bạn thân của vợ em á. Em mới không có để ý gì tới vợ em. Buổi tối hôm đó là mới vô cái group chat của những người bạn với nhau thì em mới lướt Facebook vô Facebook của vợ em. Em mới bị hớp hồn á chị. Lý do? Là tại vì hôm mà đi á là vợ em không có trang điểm không có gì hết. Mà nói nhiều muỗng bia nữa. Lúc mà vợ đi chơi thêm một lần nữa là vợ em mới trưng diện lên. Hết hồn. Thế là em mới chuyển qua là quyết định là cua vợ. Ủa nhưng mà anh chưa hiểu. Có nghĩa là em giới thiệu cô bạn hàng xóm cho bạn của em. Tôi tức quá. Là một cái người bạn đó, đó. Rồi, giới thiệu này cho nhỏ hàng xóm của nhỏ này. Rồi cái nhỏ này là bạn thân của nhỏ hàng xóm đó. Rồi lần đầu tiên gặp bạn là không có thích nhau. Không có thích tại vì nó uống bia. Lần sau nhỏ này dọn lên thì bây giờ lại không bỏ nhỏ hàng xóm qua luôn. Qua nhỏ này luôn. Mà lúc đó là nhiêu tuổi nè? Dạ lúc đó là em mới có 28 tuổi. Chững chạc rồi đó. Mà lật bánh tráng lẹ ghê luôn. Còn em thì sao? Lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì không? Lần đầu tiên em gặp ảnh là chưa bao giờ em thấy người nào mà mập như ảnh. Được cái là cái mặt đẹp trai thôi. Còn ngoài ra cái dáng là không phải gu của em. Với lại ảnh nói chuyện mềm mỏng lắm. Em tưởng là gay không á. Tại ảnh không nói chuyện em với nhỏ bạn em. Ảnh lo nói chuyện với cái anh đó không. Mà hai người nói chuyện đắm đuối luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên là hai bạn không ai có ấn tượng tốt về nhau cả. Đúng rồi. Đúng không? Thì nhưng mà lần thứ hai là bạn đã có cảm tình với bạn này chưa? Dạ, chưa. Hay là vẫn cái cảm giác cứ y bình như thường vậy? Thì em tán tỉnh cổ bằng cách nào? Thì em cũng là bình thường, không có vồ vập, nhắn tin những lúc cần thiết thôi. Đói thì em mua đồ ăn, bệnh thì em mua thuốc, dạng mưa dầm thấm lâu thôi. Chứ em là không có vội vã quá làm gì. Em đâu có giống anh Bin. Anh Bin là
Đúng hả? Lắm. Chứ còn gì nữa. Hồi đó em cũng xài chiêu y như bạn này mà cuối cùng không dính. Dễ sợ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó em vẫn còn nghi ngờ ảnh gay không? Dạ không. Mùng 3, mùng 4 gì đó đi chơi là mấy đứa nó nói là anh Vinh thích em. Em thấy anh này bắt đầu là quan tâm em. Đang đi nhậu mà mẹ em gọi điện về la sùm là ở đây là bắt đầu Lệ có sao không? Lệ có bị gì không? Rồi sau đó tình cảm của các bạn nảy nở như thế nào? Bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? 3 tháng mấy? Tại 3 tháng là anh tỏ tình em. Em quyết định em tỏ tình cổ bằng cách nào? Em rất là đơn giản với em không là hoa, không có hoa mỹ gì hết. Là cứ nói thẳng em làm bạn gái anh nha. Em đó Lệ chịu liền đúng không? Dạ không. Em nhớ là cái bữa đó là anh chở em ra ngoài cái công viên gần nhà. Nó cũng mờ mờ. Xong sát bên có bụi chuối. Trời ơi tóm nó mũi gần chết luôn. Xong cái đang ngồi nói chuyện cái ổng quay qua ổng nói chứ là bạn gái anh nha. Những cái người bạn trai trước của em thường là nhắn tin hoặc là gọi điện tỏ tình. Ít ai mà nói chuyện trực diện vậy lắm. Đúng rồi. Xong em cũng im im. Em không nói gì hết. Em về em cứ đắn đo mãi luôn. Nhưng mà sau này hên là cứ nhắn tin rồi lần lần em mới thích ảnh. Đến bao lâu thì em mới quyết định là chấp nhận là bạn gái của anh? Khoảng gần 4 tháng á. Sau 1 tháng nữa đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi có dành tặng cho cổ nụ hôn đầu tiên không? Vợ em giả điên giả khờ ghê lắm. Thế là em cũng mới dụ ra ngoài bờ sông tối thui à. Mới là chạm môi cái là ôm em hôn ngấu nghiến luôn. Em hôn 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 ngấu nghiến luôn á. Là dữ dội luôn á. Rồi sau đó có làm gì tới nữa không? Dạ dạ không. Cái đó là tụi em là giữ cho nhau. À, giữ cho nhau đến ngày tân hôn luôn. Dạ. Quá giỏi quá vậy. Rồi. Nhưng mà lúc đó là đều trưởng thành hết rồi. Dạ, có nghĩa là yêu nhau bao lâu thì lấy nhau? Tìm hiểu nhau 2 năm mới cưới. Mà em giữ 2 năm luôn? Dạ, em thì không có ba. Em sống với mẹ. Mẹ em thì nói chung là rất là gắt gao cái chuyện đó. Nên là mẹ em thường dặn với em là phải giữ gìn cái đó. Nếu mà mẹ em biết mẹ em bị mất trước khi hôn nhân á, là mẹ nói là nói thẳng luôn là hai mẹ con uống thuốc chết. Chứ mẹ không có thích cái kiểu đó. Đó, nên là em được giáo dục như vậy luôn. Nhưng mà anh muốn hỏi cái chuyện hơi thầm kín chút xíu. Trong 2 năm đó em có bao giờ em gợi ý với cổ về cái chuyện đó? Tại vì cũng có những lúc đó là mình hôn nhau. Nhưng mà em là nghĩ tới vấn đề là giữ cho bạn gái mình. Tức là bản thân em cũng xác định được cái việc là mình phải giữ gìn. Chứ không phải là do cái việc mà bạn gái em nói là mẹ áp lực như vậy. Mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau, những cái định hướng khác nhau. Rất may là các bạn là cùng chung một cái quan điểm. Như vậy là các bạn trong khoảng thời gian yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ yêu nhau khoảng 2 năm. 2 năm. Vậy trong 2 năm đó có những cái biến cố gì xảy ra không? Tụi em cũng êm đềm lắm. Chỉ có một lần duy nhất thôi là em nhớ là cái bữa đó là gần cưới. Thì ảnh qua nhà em chơi. Thì em mới nói là anh ơi anh nhớ để dành tiền để mà chụp hình cưới. Em không có muốn mà lệ thuộc vô gia đình anh nhiều quá. Thì ảnh nói là ảnh có để dành tiền. Nhưng mà em nói là em thấy anh tiêu xài hơi bị nhiều. Thế là hai đứa cứ gây qua gây lại. Em mới tức quá em nói nếu mà anh không biết để dành thì thôi khỏi cưới. Cái ổng tức quá ổng giọng một phát vô tường. Xong cái em với mẹ em hết hồn luôn. Xong cái hồi nó quay qua kêu em ơi chở anh đi bệnh viện đi gãy tay rồi. Đâu có tay nào đâu. Dáng thực sự luôn á. Đó, vậy như này. Nữa không? Đắp đi biết được. Xong rồi về nó dối với ba mẹ là con bị té xe. Không dám nói là gây lộn với em. Xong về mẹ em nói chứ con phải suy nghĩ kỹ nha. Coi chừng sau này cái tường là cái mặt của con á. Bà sợ đó. Dạ đúng rồi, má em rất là sợ. Mà suy nghĩ hoài không ra. Cái lúc đấm vô xong rồi thôi đi về đi. Đấm xong rồi còn ngồi chiêm nghiệm là thấy cái tay mình nó bị gãy. Dạ đúng rồi lại. Chở anh đi bệnh viện đi, nghĩ gãy tay rồi, chở anh đi. Anh nói thiệt, cái em cũng tưởng anh giỡn chị. Mà ngay tay phải nữa, sao lấy xe tự đi được. Cái đó chắc có lẽ là cái biến cố lớn trước nhất khi cưới. Dạ đúng rồi, tụi em thì trước khi cưới rất là êm đềm. Chồng em là tuyệt đối luôn, em rất là thích ảnh ở khoảng này. Có nghĩa là dù vợ chồng gây lộn đến mức cỡ nào thường là em nóng tính. Nhưng mà ảnh thì không bao giờ đánh em. Ví dụ như gây lộn chút xíu là im thôi. Rồi lúc mà hai đứa giữ gìn cho đến cái ngày đám cưới á, thì cái đêm tân hôn á, nó có suôn sẻ không hay là ngỡ ngàng? Tụi em cũng không có ấy đêm tân hôn nữa. Tại vì mệt quá chị. Trời về đãi bên nhà ảnh em ngồi em rửa chén gần chết luôn. Xong mà lên đuối quá hai chồng lo ngồi đếm tiền xong nằm phè ra ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Qua ngày hôm sau là lo đi Đà Nẵng. Ham chơi lắm, vô Đà Nẵng là cứ đi chơi. Tới cận về đây mới có đêm tân hôn. Là mấy ngày sau? Gần dạ, một đúng tuần rồi. Mới gần có một đêm tuần. Tân hôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái đêm tân hôn đó nó vui không? Nó ngỡ ngàng. Vợ em là tân mà. Khó hơn so với người bình thường tí. Cũng phải mấy lần sau thì mới được. Lần đầu thì hơi khó. Rồi sau đó thì là có dính bầu liền không hay như thế nào? Cưới khoảng 3 tháng sau thì em mới mang bầu. Lúc mà em mới vừa mang bầu là em đi làm kế toán được khoảng 3 tháng là em bị té động thai. Thì bác sĩ mới kêu em là bây giờ phải nằm liệt giường luôn. Tại em ra máu hoài luôn. Thì kinh tế gia đình là ảnh lo hết. Nhưng mà được cái là chồng em không bao giờ về khó chịu hay gì. Rước mẹ em về nuôi luôn mà. Lo cho đến lúc mà em khoảng 8 tháng em mới đi lại bình thường.
Là giữ được em bé đúng không? Dạ giữ được em bé. Ồ, vậy là em bé là em bé gái hay bé trai vậy? Dạ bé trai được gần 3 tuổi rồi chị. Như vậy là trong khoảng thời gian ở với nhau, với một khoảng thời gian mà quen với nhau như vậy là chắc chắn là tình cảm và tâm lý là hiểu nhau hết rồi đúng không? Tật xấu có nhiều không? Vô số. Vô số dạ. Hả? Dạ, ai kể trước đây? À, để chồng em kể trước. Vợ em á là theo cái kiểu là lúc mà yêu hết mình á mà về là hết hồn luôn á chị. Vợ em thì cái là ở dơ. Tắm á là chưa tới 10 phút là đã đi ra rồi. Mà một tuần là gội đầu chỉ có 2 lần thôi. Cái nữa là ở nhà á là mặc đồ má vợ em không mà. Kiểu đồ bộ là ngoài, đồ bộ dưới quê ngoài chợ á, 100 ngàn 2 bộ đúng không? Dạ, đúng không, 3 bộ lận. Mà nhiều lúc á buổi tối á mình muốn cái này cái kia quay được qua cái rượu chứ đúng không? Dạ tụt cảm xúc hết luôn. Quay qua nhìn thấy bà ngoại mất hồn. Nhiều lúc ở ngoài đi về mở cửa bước vô tưởng mẹ vợ không à. Em cứ đi tìm trên mạng á mấy cái đồ mà ren ren sexy lên á mà không chịu. Mà chỉ có 2 cái váy ngủ mà mẹ ruột em cho á thì tới bây giờ mặc là sức chỉ ra may lại xong mặc tiếp. Sao em không mua tặng cho vợ em? Bị la. Vợ em mặc là phải đúng gu của vợ em. Thế nhưng mà không thử mua một bộ very sexy về tặng tiền em giữ. Mỗi lần là lâu lâu cái vợ ơi, anh thấy này đẹp nè, thôi em bỏ tiền ra mua. Thôi khỏi luôn đi. Cái này chỉ có mặc ngủ mà đâu ai thấy đâu lo. Ở đây là em không có đầu tư nhiều gì mà cái là quần áo em á là vợ em cứ bung ra mua. Mua cho con cái mua mà bản thân thì lại tiếc lắm. Lúc mà vợ chồng đang nói chuyện với nhau á là hay sờ mấy cái chỗ hiểm, chỗ nhạy cảm á là ngắt một cái đau thiệt đau vậy đó. Không biết để làm gì. Xong rồi ngay rồi lại khóc. Mẹ nghéo với em. Với còn một cái cuối nữa là vợ em cực kỳ biến thái luôn. Ghê vậy. Em đang trên lầu á giỡn với con vậy á. Mấy cái lỗ tai cái đưa vô lỗ mũi em. Thúi ơi thúi luôn, không chịu nổi. Xong cười nghiêng cười ngã vậy rồi. Vì em là có những cái sở thích nó thùy mị như vậy em. Chung là không, cái vụ mà ngoáy lỗ mũi thì lâu lâu em hứng lên em mới làm. Còn chuyện ngắt nghéo ảnh là thường xuyên. Ví dụ nằm ngủ mà thấy cưng cưng da thịt mà mát mát xong rồi mở mở chị thích quá ngắt một phát. Vợ chồng em gây lộn toàn vấn đề đó không à? Là coi như là chỉ có một vài tật xấu nhẹ nhẹ vậy thôi đúng không? Dạ. Yeah. Trong mấy cái tật xấu đó em mong vợ em thay đổi cái tật nào nhất? Em chỉ mong là vợ em á tút bản thân đừng mặc đồ bà ngoại đúng không? Dạ. Thôi chích cho ổng chút xíu đi để mua cái đầm sexy. Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì cũng ít lắm, cũng sơ sơ thôi à. Chồng em rất là mê game. Ngày nào mà ảnh không đi làm nha là ảnh lên trên phòng mở máy lạnh rồi ngồi chơi suốt từ sáng tới chiều. Em cứ phải nhắc anh ơi ăn cơm, anh ơi uống nước, anh ơi đi tắm, anh ơi đi tiểu. Cái thứ hai là ngáy. Người ta là ngáy mà cỡ mấy cày đúng không? Không, chồng em là cỡ giống như là xe tăng hay đại bác vậy đó. Mà tính em là khó ngủ. Nhiều khi em bực quá em quay qua em bịt miệng hoặc là em ngắt vú cho dậy chơi vậy đó. Nhưng mà được cái là không có quạo. Cứ quay qua bắt đầu cái biết là do mình ngáy to nên là vợ không ngủ được. Thế là quay qua vỗ mông vợ. Bình thường là hai vợ chồng là em phải ngủ trước rồi ảnh mới được ngủ sau. Còn cái nữa là ham ăn. Tối ngày dành ăn với em hoài à. Ví dụ như em chiên gà hay cái gì mà ngon á, ổng là đã ăn hết rồi nha. Cái quay qua hỏi vợ em có ăn nữa không cho anh xin miếng đi. Cái em cũng kêu vậy thôi anh cứ ăn đi. Hồi nữa quay qua còn có một cục à. Ảnh mà đồ ăn ngon á chị biết không, ảnh hút sạch sẽ luôn. Ăn mà cầm hút luôn vậy nè. Hút sột soạt xong nhìn vô cái tô không còn cái gì hết. Khỏi phải rửa chén. Dạ, có ghen không? Trời siêu ghen luôn chị. Ảnh kêu á là em ơi em đi làm em mặc đồ cà tàn thì cho em đi nha. Còn nếu mà em xin vô chỗ nào mà mấy sếp đẹp trai mà em mặc váy là thôi ở nhà khỏi đi đâu hết trơn á. Ví dụ em nhớ là cái em mới cưới anh về là em làm kế toán. Trong hội mới là mời rủ nhau đi ăn. Thì có 3 đứa con gái với 2 người con trai. Em nói là anh ơi cho em đi ăn 7 giờ em về. Em năn nỉ gần khoảng 1 tuần mới cho em đi á nha. 5 giờ rưỡi em mới tan ca. Tới cái chỗ mà ăn á là đã gần 6 giờ. Bưng nồi lẩu ra là 6 giờ rưỡi rồi. Em mới gọi điện cho anh em nói chứ anh ơi thôi cho vợ về trễ xíu đi. Ổng nạt trong điện thoại đi. Không về hả? Là anh xách xe lên đó liền luôn á. Từ đó về sau là trong công ty không ai dám rủ em đi chơi. Tới giờ vẫn còn ghen luôn. Thì bây giờ ổng bắt em ở nhà bán bánh online có gặp ai đâu anh. Sợ với thằng shipper nó ghen với shipper nó. Bởi vậy là ông này ổng mâu thuẫn với sợ luôn á. Ổng không cho mình mặc đồ bà ngoại. Ổng bắt mình phải trưng diện lên mà ổng không cho mình ra ngoài đường. Thôi mình trưng diện làm gì trời. Bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em chỉ mong là ảnh bớt chơi game thôi. Rồi dành thời gian lo cho gia đình hơn. Còn ngoài ra tất cả các mặt khác là em rất là thương ảnh. Thôi bây giờ gì nè, em thử đi em. Nay em cứ đi mua đồ ngủ em bận thử đi. Em cứ mặc đồ ngủ từ sáng tới chiều. Hết chơi game luôn á. Thiệt. Coi nhiều khi ông buồn á, ông buồn trời không biết nhìn ai giờ. Giờ tăng cường hơn ngày gọi đầu. Coi như một tuần gọi 3-4 ngày cho anh. Để cho cái hương thơm nó ngào ngạt. Trích miếng tiền ra đi, chơi đi, nghe. Rồi.
chúc cho các em luôn luôn vui vẻ và luôn nhìn thấy được ở cô ấy có một sức hút mạnh liệt nha. Thôi dạ, xin chào các em, chúc các em hạnh phúc. Dạ dạ, cảm ơn chị ạ. Ủa vậy là cái gu của em là thích mũm mĩm, gu của chồng em là thích những cô gái cá tính mạnh mẽ. Dạ, mũm mĩm thì chắc là em phá vỡ. Lúc nào anh cũng nói em dễ thương hết chị. Đó. Nhiều khi nhìn em thấy ghê luôn á. Và ánh mắt anh dành cho em á là một cái ánh mắt giống như là ô, vợ mình cu te quá. Xin chào hai em. Dạ, chào anh chị. Rồi, dạ, rất vui khi được gặp hai em trong chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thận, chào khán giả đang xem. Em tên là Minh Hoàng, năm nay 35 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng, công việc là gì? Hai vợ chồng em là buôn bán trái cây online. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận và chào quý vị khán giả. Em tên là Bảo Trân, năm nay em 25 tuổi. Quê của em thì ở Đắk Nông và em làm vợ của anh Hoàng ở quận 8. Dạ, công việc hiện tại của em là ngày nào em cũng live stream khui sầu riêng hết. Em ơi, chút nữa mình phải add nhau em ơi. Dạ. Chứ anh khoái sầu riêng lắm. Trời ơi, nấu ơi, một em quê sầu riêng lắm. Mặc dù ăn nó không tiêu. Mà chị ăn thì nổi mụn mà chị vẫn mê em ơi. Rồi bây giờ quay trở lại chương trình. Hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Ấn tượng về nhau ra sao? Tụi em lần đầu gặp nhau là ở một tiệc của sinh nhật của một người bạn. Thì lúc đó thì vợ em thì rất là vui vẻ, hòa đồng. Em thấy ấn tượng là vui vẻ, rất là hoạt bát, rất là hiền lành nên em ấn tượng rất là từ lúc đó. Vậy đó, cách đây mấy năm? Cách đây 2 năm rồi chị. Lúc đó bán sầu riêng chưa? Ờ đó, đang tính hỏi lúc đó bán sầu riêng chưa? Khó rồi anh chị. Lúc đó bán sầu riêng. Em cũng bán rồi. Không, em lúc đó là em làm chưa nghề tài nghề là nghề khác. Có nghĩa là làm nghề khác. Lấy cô này xong rồi về bán sầu riêng. Bán sầu riêng luôn. Đó, rồi tiếp tục. Em có nghĩa là em có ấn tượng cô này, tức là cô vui vẻ, hoạt bát và có ấn tượng đẹp về cổ. Thế còn Trân thì sao? Nhìn anh Hoàng có mê ảnh từ cái giây phút đầu tiên không? Dạ không, lần đầu em nhìn chồng em thấy chồng em dữ quá. Ủa sao vậy? Dạ, nhìn mặt chồng em thấy dữ quá, nhưng mà sau khi mà có đi chơi chung với nhau thì em thấy ảnh không những hiền mà còn lành nữa. Anh nhắn tin cho em và anh nhắn tin em thì em sôi nổi lắm, mà ảnh nhìn ảnh vậy nhưng mà thực ra ảnh rất là già. Ảnh cổ lộ sĩ á. Anh nhắn tin cho em mà chỉ gói gọn em ăn cơm chưa, em ngủ dậy chưa, em làm gì đó. Những cái câu mà nó rất truyền cảm. Dạ, không là căn bản. Dạ, lúc đó thì em không có nghĩ là sẽ quen hay là yêu đương gì đâu. Mà em có một người em nữa, hai chị em suốt ngày bán sầu riêng. Và lúc mà cái thời gian đó là em chuẩn bị đi du học. Rồi anh này anh tiếp cận em, nhắn tin một tuần là cũng đi chơi. Xong rồi em thấy tướng tá cũng ngon. Em thấy hiền lành, hiền. Em vớt liền. Vớt luôn. Ngày là từ quận 8 đi qua Gò Vấp là để phụ em live stream. Tại vì live stream thì mình phải ngồi trên máy live stream rồi. Còn ảnh là ảnh sẽ cân nè, rồi ảnh gói nè, ảnh đưa cho shipper nè. Nhưng mà sau khi mà các bạn gặp nhau đó, rồi về add Zalo với nhau đó, rồi em có hẹn hò mời cô ấy đi uống cà phê, có đi chơi rồi không? Dạ có chứ anh, khoảng chừng một tuần vài ngày sau á thì tụi em có mời vợ của em là đi uống nước. Lúc đầu là em kêu là em muốn uống cà phê nào mát mẻ có bờ sông. Cái anh dẫn em vô quán có cải lương. Em nghe nhức đầu. Uống quán cà phê mà có cải lương hả? Dạ. À, cái đó có bờ sông nữa anh. Mà em không biết tại vì đó là người ta hát cổ chị dạ, cổ nhạc cổ, dạ, đúng cổ. Rồi, đó. À. Rồi sau đó thì bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Thì tụi em đi lúc đó tụi em đi uống cà phê uống đi ăn gì đó thì khoảng chừng vài ngày sau tụi em là quen nhau chính thức là yêu nhau. Dạ. Em có về khoe với mẹ không? Là lúc đó vẫn chưa, tại vì mẹ em cũng hơi khó. Trước khi em đưa cho vợ em về ra mắt á thì em cũng có nói trước với má em là vợ em thì hơi tướng hơi mập chút xíu. Để em khỏi vỡ ngỡ đó anh chị. Ủa, có nghĩa là lúc đó là em đã mập về rồi hả? Dạ, em mập từ nhỏ. Ủa, vậy là cái gu của em là thích mũm mĩm, thích những người phúc hậu hả? Dạ. Gu của chồng em là thích những cô gái cá tính, mạnh mẽ. Mũm mĩm. Dạ, mũm mĩm thì chắc là em phá vỡ. Nhiều khi em bán hàng mà em mồ hôi mồ kê, em xấu xí lắm mà. Lúc nào anh cũng nói em dễ thương hết chị. Đó. Nhiều khi nhìn em thấy ghê luôn á. Mà ánh mắt anh dành cho em á là một cái ánh mắt giống như là ô, vợ mình cu te quá. Là số 1 đó. Quá, em là đúng hộ em quá Hoàng ơi. Anh là em đó. Là đúng gu của ảnh rồi đó. Nhưng mà lúc ảnh gợi ý là ảnh đưa em về gặp mẹ anh đó. Dạ. Thì em có em có ngại không? Là... Dạ có. Tất nhiên là mình có khuyết điểm mà ai cũng thấy thì mình rất là ngại. Mình cũng chuẩn bị những cái váy dài dài qua đầu gối một tí, cái áo dài dài chút xíu để che bớt. Nói chung cũng hơi áp lực đúng không? Dạ. Rồi khi về nhà ảnh và gặp phụ huynh thì sao?
Dạ thì thấy người miền Nam thì thấy cũng sợi lỡi. Rồi em thì em cũng cố gắng để mà mình hoạt bát hơn, chứ mình đừng có chậm chạp quá. Còn nhưng mẹ... mà mẹ ok đúng không? Dạ. Mẹ có lúc em đưa vợ về thì mẹ có nói gì không? Không, mẹ em nói chung là chỉ hơi khó chút xíu. Chỉ là chú ý là quan trọng về sức khỏe chị. Tại vì sợ vợ em mập thì ảnh hưởng tới sức khỏe nên vậy thôi, chứ không phải là khó khăn gì hết á. Nhưng mà má chồng em không có nói, nhưng mà hàng xóm xung quanh đó chị, giống như mình cũng có body hơi quá khổ thì sàn khó xung quanh nói là không biết mốt có đẻ được không. Rồi sao mà bự quá vậy. Hỏi chồng em mà chồng em trả lời câu em mát ruột dễ sợ. Trả lời sao nè? Vợ em tuy mập nhưng mà dễ thương, đang nói chuyện với là có duyên đỡ hơn. Nói chung mình nhiều người thì tuy đẹp nhưng mà nói chuyện vô duyên. Nói thẳng vô mặt luôn vậy đó. Anh thích vậy đó. Sau đó bây giờ anh hỏi nè, hai chồng đã có em bé chưa? Dạ có ạ. Như vậy là rõ ràng người ta nói cái chuyện mập khó có con là cái chuyện đó hoàn toàn không đúng. Như vậy là mình cưới xong mình mới có em bé hay là mình có em bé trước rồi mình mới cưới? Dạ em có em bé trước. Trai gái? Dạ con gái. Rồi khi mà trước cái ngày cưới có cái biến cố gì xảy ra không? Chỉ có trong ngày cưới á chị, buổi đêm đó thì lúc mà hai vợ chồng mệt quá là đi ngủ, đêm động phòng là có hai cái sướng. Một là đêm động phòng và hai là bóc phong bì. Là bữa đó mệt quá là cả hai vợ chồng đều không có phong bì luôn. Rồi buổi sáng ra thì mới biết là vàng bạc rồi tiền mâm của mình mất hết trơn à. Trộm vô lấy hay sao? Dạ, trộm vô đánh thuốc mê vô lấy hết trơn à. Là nguyên cái thùng đó luôn đó. Dạ, cả vàng của má em cho em rồi cả. Là lúc đó là cái nhà đang bên quận 8 hả? Dạ không, đúng là đám cưới ở dưới quê, đám cưới ở Đắk Nông. Coi như trắng tay đúng không? Dạ. Rồi lúc đó là sao em? Lúc đó em khóc. Em khóc xong rồi buổi chiều về là em bình tĩnh lại, em không khóc nữa. Một tuần sau là đám cưới bên nhà trai thì bây giờ em phải có tiền để em xoay tiền vàng đeo lên cho có nhà trai nè. Rồi em phải lo tiền mâm ở dưới và tiền ban nhạc ở dưới. Nói chung lo hết đó. Dạ, sau đám cưới là 2 ngày là tụi em đi làm lại luôn. Nhưng bây giờ thì tụi em trả hết nợ chưa? Dạ, tụi em còn một chút nữa. À vậy hả? Rồi bây giờ là cưới nhau một năm mấy rồi đúng không? Dạ. Bây giờ về ở trả gần hết nợ rồi. Đúng rồi, trả gần hết nợ, coi như chuẩn bị lấy là phong độ rồi đó. Đó, bây giờ anh hỏi em nè, anh ấy có tật xấu không? Dạ chồng em phải nói là chồng em rất là tốt. Em thấy không có tật xấu gì, nhưng mà ngoài là cái tật xấu rất là li ti, nhỏ xíu. Ví dụ đó, như là không chăm sóc bản thân. Đi tắm một tuần thì có thể là sử dụng xà bông chỉ có 2-3 lần thôi. Chà chân thì cũng một tuần cũng 2-3 lần thôi. Rồi chơi game thì hay gạt tàn thuốc lung tung. Hút thuốc đúng không? Dạ, rồi ít nói. Ví dụ như là vợ người ta live stream thì chồng của mình đứng ngoài thì chị ơi mua cái đó đi chị, cái đó ngon lắm, cái đó ok lắm. Thì chồng nói vợ câu thì vợ nói một câu, tự nhiên thấy chồng em nha im re luôn. Một mình em nói livestream có 4 tiếng là em nói hết cả 4 tiếng luôn. Văng ra em nói tiếp. Ta lo chốt đơn mà lỡ em ơi, lộn đơn sao? Không ai cũng nói được đâu em. Dạ. Ngoài mấy cái tật xấu ra thì còn tật xấu gì nữa không? Dạ có, rất là hay quên luôn. Ví dụ như là người ta đặt 1 ký, ảnh cũng giao 1 ký. Người ta đặt 2 ký cũng giao 1 ký mà thu tiền 2 ký. Nhiều khi á, điện đơn nó quá trời nè, ảnh chọt cái đơn này đơn kia cũng lâu, cũng hay, cũng bị rối. Nhưng mà giờ cái tình hình là cứ diễn ra hoài vậy, em bị người ta mắng vốn. Kêu sao em thu tiền 2 ký em giao chỉ có 1 ký. Cái là em nắm tay ảnh, chồng ơi bây giờ chồng nhìn thẳng mắt em nha. Bây giờ chồng nhìn thẳng mắt em, bây giờ em kể nè. Cái đơn đó là giao có 1 ký thôi, anh thu tiền 1 ký. Hoặc là cái đơn quận nhất đó giao sau 5 giờ, anh nhớ không? Anh nhìn thẳng vô mắt em nè, anh nhớ không? Đó, em phải nói từ từ vậy cho anh mới nhớ. Rồi bây giờ mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nè? Em thấy chồng em hiện tại không cần phải thay đổi gì nữa hết. Em chỉ muốn gửi đến anh của sau này là hôm nay anh sao thì mai mốt anh vậy, anh đừng có đổi thay đổi lòng anh nha. Em chỉ muốn gửi đến như vậy thôi. Anh đừng có đổi gì hết á. Dạ. Coi như bây giờ và mãi mãi đừng thay đổi, anh là anh thôi. Dạ. Rồi tới em đó. Vợ em có tật xấu gì không Hoàng? Chứ là mê tiền anh vậy. Mê tiền. Không anh tiền mà cũng mê tiền. Mê tiền không mê phải tiền. Tật xấu, ai cũng mê cả, đúng chưa? Cũng hơi lì. Đó, lì là thật xấu đó. Nhiều khi mình biết mình sai nhưng mà không chấp nhận, không chịu xin lỗi hay không chịu chấp nhận mình sai. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ cái chuyện, cái cuộc cãi vã nào, mình cũng là người có lỗi, phải không em? Đây là không khổ lắm anh. Rồi mỗi lần cô ấy giận thì cô ấy phản ứng như thế nào? Tại khi nào em dỗ thì mới nín thôi. Em dặn khi dỗ cũng không chịu nín luôn anh vậy. Em dặn ảnh là khi nào mà em giận á, anh ôm em một cái em đẩy anh ra, cái anh ôm lại cái nữa. Cái em lại đẩy anh ra cái nữa thì anh ôm lần thứ ba là em sẽ cho anh ôm. Đó, rồi anh xin lỗi em đi, rồi sau xin lỗi là em nói gì anh nói gì em cũng nghe hết. Nhưng mà anh phải xin lỗi em, dù đúng ai đúng ai sai anh cũng phải xin lỗi em cái đã. Tại vì bé còn con nít mà, bé là bé nhỏ hơn em tới 10 tuổi lần, cho nên là bé còn nít, bé muốn có tình thương mến thương. Rồi, bây giờ mong muốn người đẹp của mình thay đổi điều gì? Bớt giận hờn vô cớ lại.
giảm cân chút xíu để giữ gìn cho sức khỏe. Okay. Giống như là mình chú ý với sức khỏe thôi. Đó. Thế, ăn uống thì ai cũng ăn bình thường chứ không phải ăn nhiều. Tại vợ em thì mình làm mệt nên nó phải phải ăn có năng lượng anh chị chứ. Chú ý là chắc là do vợ em bị áp lực cơ địa, áp lực có đâu. Công việc. Bạn này là từ việc... nhỏ mà. Không phải em đang nói là sẽ ít tập thể dục đúng không? Nhưng mà cưng phải tập thể dục cho đúng sức rồi. Khỏe thôi. Thực sự là như vậy. Tại chị đó. Em chị mệt lắm, nhiều khi chị mệt chứ sợ luôn á. Đó. Nhưng mà tại cũng làm biếng tập thể dục đó. Không, dạ. Em thôi chị em ta cố gắng rồi là hứa với nhau á là tập nha. Đó, dạ, nghe đi. Xin chúc hai em nha. Dạ. Buôn dạ. may bán đắt. Đặc biệt dạ. là trong vài tháng nữa là trả sạch bách nợ dạ. nha. Dạ. Để cùng mở ra một cái shop sầu riêng tuyệt vời. Một chuỗi sầu riêng sạch. Để cho mai mốt bà Hường Dân với ông Mr. Bean tới cho ăn free nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai em. Rồi cảm ơn hai đứa nghe. Cảm ơn chị. Lần đầu là em bị dụ á, em có nghĩ là ông này cũng đàng hoàng, dạ đàng hoàng, cũng thiệt tình thiệt. Xong cái quắc qua được vài ba lần cái cũng đi sinh nhật vậy không về. Cái lần thứ hai thì vô dập hơn. Rồi cho luôn. Dạ. Rất vui được chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hai người có gương mặt phu thê. Trời ơi, ai nói với các em vậy không? Hình như là mọi người ai cũng nói như vậy đó. Đúng không? Sinh ra, lần đầu tiên gặp nhau á. Sinh ra là để gặp nhau, yêu nhau và lấy nhau. Vì vậy nên là em chấp nhận cưới vợ sớm sau một năm quen nhau á. Rồi bây giờ giới thiệu về mình. Thì, em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và tất cả mọi người đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Thì em tên là Hoàng Ba Tuấn, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang làm là công ty tập đoàn Tiểu Úc Tần Anh, chuyên về bất động sản. Thế còn em? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân, các vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Hoàng. Hiện tại là em nhỏ hơn chồng em 1 tuổi là 26 tuổi. Và đang kinh doanh bất động sản cùng với công ty chồng luôn. Chung công ty nhưng mà ai chức lớn hơn? Dạ, em là người cũ, còn vợ là người mới. Dạ, lúc đầu mới vào á, thì em là nhân viên cũ. Thì vợ chồng em vợ mới vào thì được quản lý xếp vào cho làm trung đội với em luôn. Thì em có hướng dẫn cho vợ. Yeah. Nhưng mà em gặp cô này em thích liền không? Dạ lúc đầu á thì gặp vợ em không ấn tượng đâu, tại vì thấy lùn nữa thì xấu. Đó không xấu hơn. Dạ. Còn em thì sao? Gặp anh ấy thì sao? Dạ nói chung là lúc ban đầu gặp anh thì cũng không ấn tượng lắm, tại vì đi vô công ty cái được sếp ngồi đối diện với lại chồng em thì cái anh này ảnh nói giọng người Bắc. Em thì ở trong Nam, cái hồi trước thì có cái chị gần nhà chị cũng lấy người Bắc á, người kêu là đàn ông người Bắc hay gia trưởng. Thế là em cũng ấn tượng đầu tiên là không thích. Né, coi như né đó. Trời, dạ. Như vậy là lần đầu tiên các bạn đều không có ấn tượng tốt về nhau. Dạ. Vậy thì làm sao đến được với nhau? Tôi đoán cho anh coi, tại vì đi làm chung hoài một tổ đó. Dạ. Đi bán buôn vậy cùng một người thì cũng phải hai bạn đi phải đi chung nhau. Đúng rồi, cái này đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Gần nhau quá. Cửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thì nói chung là bạn vợ mới á, thì em cù rồi thì đâu cũng có kinh nghiệm rồi, thành ra là hay đi qua gặp khách hàng á để giới thiệu và tư vấn. Em hay chở vợ đi theo mình đi nhiều á, rồi tâm sự rồi chia sẻ, thấy hai người nó đồng cảm vào cái một cái gì đó. Ảnh là người chủ động theo đuổi em hay là em? Dạ ảnh là người chủ động, ảnh cứ theo đuổi rồi cứ trong công ty rồi cứ hay theo rồi quan tâm rồi mua nước các kiểu, cộng theo mấy anh chị đồng nghiệp á cứ hay ghép sắp nhau vô. Dạ cứ kêu là có nét mặt phu thê rồi cứ ghép nhau rồi cũng chọc chọc. Cái lại tụi em cũng hay đi tiếp khách đồ á, rồi nhiều đêm rồi đi nhậu người chứ rồi xong hai phải đưa nhau về. Có khi nào mà ảnh nhậu vô ảnh mượn rồi anh tỏ tình với em không? Dạ cũng có. Đợt đó là em coi với lại cái bạn trai cũ là mới hàn gắn lại, là anh đó ảnh kêu là đi qua để nói chuyện, nhưng mà em lại xác định là em lại không muốn quen nữa. Xong rồi anh này ảnh mới kêu là hôm nay em mà đi chơi với bạn trai cũ nữa là anh gọi điện anh phá, anh không cho em đi đâu. Xong rồi em mới kêu là anh ngộ quá, anh đâu có là gì của em đâu mà anh phải vậy. Em cũng tưởng là anh giỡn. Thế tối đó anh đi nhậu qua nhà đồng nghiệp, em cũng đi hẹn với bạn này uống nước rồi cũng nói là dứt khoát này kia. Anh này ảnh gọi điện quá trời luôn, 8 giờ mấy em nói sao mà gọi nhiều em không biết có chuyện gì. Thôi em cũng đi về thì có thấy anh này ngồi ghế đá trước phòng trọ nhà em á. Bây giờ ai chọc ghế đá cho tin ghế đá không à, ngồi lầy đó. Có như là em ngồi em chờ bạn này về đúng rồi. Với lại mình làm như vậy cho vợ mình thương á, khổ nhục kế thì khổ quá rồi. Lúc gặp
lúc cổ vừa về tới đó rồi gặp nhau em có nhào ra tỏ tình luôn? Dạ nói không không, em thì nhậu không là ý là về ngồi đó thì thấy vợ với lại bạn trai đi về, bạn trai cũ á, cô vợ á, thì về em cố tình giả vờ lơ. Em cũng giả lơ em vào nhà luôn. Lúc đó em sao? Thấy bức xúc. Nhưng mà nếu như mình mà hành động kiểu như mà quá đà quá đó cái này kia thì mình không có được văn minh. Kiểu như mình cùng lịch sự thì mình ngồi mình chờ đó coi để vợ nói chuyện xong kia rồi về mình ra mình nói chuyện. Em ngồi cũng 2 tiếng đồng hồ tới khuya em mới xuống. Em kêu là thôi anh đi về đây say rồi em không có thích nói chuyện. Cứ ngồi đó cứ gọi miết bắt em xuống rồi phải tới 11, 12 giờ em mới xuống. Rồi xuống rồi gặp anh có nói gì không? Tỏ tình. Thì nói chung là nói là thôi giờ anh á là tìm được đối tượng là em rồi. Mà em thấy vợ em mà tính rất là tốt thì rất là thương thì nói giờ là thôi giờ em mà không có đồng ý làm người yêu anh đêm nào anh ngồi đây hoài à. Và ngày hôm đó là chính thức anh tỏ tình. Dạ. Em xúc động không? Dạ thì nói chung là lúc đầu giờ qua thời gian á là em cũng mến anh này rồi cũng quan tâm á thì thời gian thì thấy cũng say động. Có nghĩa là sau đêm đó là yêu luôn đó. Trong cái lúc đó là chấp nhận luôn hay là sau đó? Dạ sau đó. Rồi nhiều khi đi làm cũng đi làm chung với nhau đúng không? Và có khi nào mà đi làm khuya về với nhau hay không? Thì đó là thường xuyên. Anh có dụ dỗ em gì không? Dạ cũng đôi lần. Có một lần em nhớ là tụi em đi sinh nhật về khuya, đó là cũng 11, 12 giờ mấy á. Xong cái ảnh mới kêu là em ơi giờ này chắc phòng trọ em đóng cửa rồi. Anh em mình vào nhà nghỉ đi. Thì em nói mắc gì đâu vào nhà nghỉ. Thì em về em kêu bạn mở cũng được. Em kêu là không vào nhà nghỉ đi, mình ngủ một đêm nay rồi có gì ngày mai tỉnh táo rồi mình về. Chứ giờ em đang say về bạn cùng phòng em bạn mất công bạn lại nói nghỉ. Dạ rồi em kêu anh hứa là anh vào đó là anh không có làm gì em hết. Anh chỉ vào là anh ngủ thôi, anh không làm gì hết. Cũng em có đồng ý không? Dạ thì em cũng nghe em cũng đồng ý. Thì lúc đó em cũng mệt quá rồi em say trong đó ổng có thực hiện lời hứa mình không? Dạ có, đêm đầu tiên thì không có làm gì hết thiệt. Không làm gì luôn? Dạ đúng rồi. Cái là chiêu của em hay là gì? Nói chung là cái này á, kinh nghiệm của anh trước thì đó là kinh nghiệm. Nếu mà lần đầu á, con gái là mình vào mình cứ làm một người đàng hoàng lịch sự, mình không làm gì hết. Thì các lần sau nó mới dễ hơn, nó thoải mái hơn, đó là ấn tượng nó hay hơn. Nhưng mình tỏ như ra vậy mình là chắc chắn có lần sau chứ đâu. Thì cái chiêu của bởi lần đầu đó. lần đầu là em bị dụ á, em có nghĩ là ông này cũng đàng hoàng, dạ đàng hoàng, cũng thiệt tình thiệt. Xong cái quắc qua được dài ba lần cái cũng đi sinh nhật vậy không về. Cái lần thứ hai thì vồ dập hơn. Đã cho luôn. Dạ. Có nghĩa là sau đó là tụi em là suôn sẻ hết rồi gia đình hỏi cưới này kia nọ trong một năm đúng không? Một năm dạ, tụi em làm đám cưới đúng không? Dạ, đúng rồi. Hai vợ chồng là cưới nhau là kiểu như là bất ngờ luôn á. Bất ngờ luôn. Không biết đó, không tin luôn. Dạ. Nhưng mà trước đó là tụi em là có ở chung với nhau không? Dạ, cũng em, một thời gian là em quen tầm cờ 4-5 tháng là gần đây rồi đi cứ là ở chung rồi. Tại vì không cho mướn nhà trọ nữa đúng không? Không phải, tại vì một cái là anh này anh ở với nhà bác thì em là lúc đó là em ở với lại bạn rồi thì bạn em là có chuyển công tác về quê á nên là có một mình em ở cái anh mới rủ qua kêu thôi qua nhà bác anh còn dư một phòng cái qua nhà bác anh ở cứ qua một phòng mà cuối cùng hai đứa ở chung luôn. Dạ. Cũng như vậy là tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tính ra hơn 6 tháng gần 7 tháng rồi. Wow, quá son son dữ lắm. Vậy là chưa có con phải không? Dạ rồi mới 6 tháng vậy có loại tật xấu nhiều không? Đó. Dạ nói chung là lúc mà mới quen á thì ảnh kiểu như cũng lãng mạn lắm, cưới về thì cũng có quan tâm nhưng mà điều do thời gian gần đây thì nó cũng áp lực về cái công việc á, tật xấu cũng hơi cáu gắt với vợ. Đó, em cũng nói hoài anh bỏ bớt tính đó thì bây giờ cũng đỡ cáu gắt với vợ cáu gắt rồi. Còn cái tập tiếp theo là anh này chuyên gia đánh rắn. Dạ nói chung là hay thả bom á. Cái đó thì nhiều ông chồng lắm em ơi. Có ở giờ? Dạ có, ở giờ ông này là chuyên gia không thích tắm buổi đêm. Trời, lười tắm hả? Lười dạ, tắm. Chỉ thích tắm ban ngày và buổi sáng thôi. Như vậy cũng phải thật xấu đó em, tắm ban đêm thời gian này nguy hiểm lắm. Dạ, tại vì tính em thì đi làm về là người nó hay rít á. Tối ngủ thì rít em rất là khó chịu. Cái ông này thì đi làm về thì ra nấu cơm được cái là ổng rất là giỏi nấu ăn. Còn em dọn dẹp này kia nọ, cái xong cái ổng vô ổng nấu ăn, ăn uống xong vô bấm điện thoại. Cái em làm việc này kia nọ, ổng quên qua 9 giờ là ổng đi tắm nữa. Giỏi nấu ăn nhưng mà có giỏi việc nhà không? Dạ không, chỉ biết nấu ăn thôi, nấu ăn giỏi thôi. Còn việc nhà thì nấu em là dọn việc nhà. Em ơi vợ chồng mà là lười việc nhà đúng không? Dạ, chồng em là có một cái tật xấu nữa là ông này là ngủ kéo gỗ. Kéo gỗ mà mập ai vậy thôi. Khổ lắm ơi, cái đó không phải em tật xấu đây em ơi. Nguyên một đêm mà có khi mà ổng say về là ổng kéo gỗ là em không ngủ đi nguyên một đêm luôn mà sáng mai hỏi là
em ơi tối hôm qua em ngủ ngon không? Thì em cũng rét, em kêu dạ ngon lắm anh, nhưng mà thiệt ra là tối hôm qua em không ngủ luôn. Em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Nói chung là chồng em thì hiện tại bây giờ anh tính rất là tốt rồi, thì em cũng có mong muốn là để mà cải thiện cái tình mà trạng mà ngáy á, là chồng nên chú trọng về cái sức khỏe, tham gia cái hoạt động thể dục thể thao và rồi bớt cáu gắt với vợ thôi, còn lại là chồng em là hoàn hảo rồi. Bớt cáu gắt với vợ công việc đó. Nói chung là nhiều hơi nóng tính. Ừ thì hơi nóng tính thì bớt nóng tính với vợ đi. Còn em sao nè, vợ em nhiều tật xấu sao? Vợ á được cái là ngủ nướng, chuyên nướng luôn. Là đi làm á là em khi nào phải người dậy đầu tiên, chọc chọc với máy rồi ví dụ dậy. Khi nào đi làm mà từ chỗ làm tới công ty khoảng tầm 15 phút thôi, ăn sáng 15 phút nữa, 30 phút, phải đến 7 giờ rưỡi á mới bắt đầu từ nhà đi. 8 giờ là ông đi làm, khi nào ngủ nướng hết. Vậy anh không, anh gái em ngủ không được đó. Với thứ hai nữa là hay nói nhiều lắm, nói dai lắm. Kiểu như là có việc gì em mà làm sai á, là nói chuyện từ công ty tới về nhà chưa xong luôn. Mà em kêu đau đầu luôn, mà đi xe mà không tập trung được luôn á. Cái đó là tật xấu đó. Những cái người mà nói như vậy đó là người ta hay suy diễn. À, đúng rồi. Có không? Chuyên gia luôn. Em nói có câu nào là về đầu suy nghĩ đâu, suy nghĩ tiêu cực đâu, nghỉ tầm bậy rồi. Là bắt đầu suy diễn. Suy diễn. Còn gì nữa không nè? Tạm thời thì thấy. Là tốt hết. Tốt. Nói chung là được cái rất là giỏi việc nhà, vì lo toàn cho em rất là nhiều. Nhưng mà vậy, em mong muốn vợ em thay đổi là bớt lèm bèm. Đúng rồi. Nói chung là đâu người ta đi làm mệt đó. Ít nói lại đó. Nói đau đầu lắm. Bên đây mong đừng nói nhiều quá. Bên đây mong đừng bớt nóng tính lại. Thì bây giờ hai đứa đều bớt đi là coi như không có chuyện nó xảy ra là... Nói chung là hai em phải sửa cái đó liền đó. Dạ. Tại vì thực ra mà nói mới lấy nhau mà mới có 6 tháng thôi. Đúng rồi. Tụi em còn 6 tháng nữa để mà cọ sát với nhau, thích nghi được những cái tính cách của nhau. Dạ vâng. Thôi chúc cho hai em ha. Dạ. Sẽ có những cái bước chuyển để mà gọi là hiểu nhau, đúng hòa rồi. Hợp nhau. Đúng lúc rồi. Nào cũng phải vui vẻ, phải hợp nhau thì mới chuẩn bị chào đón một đứa bé, chào đón một thiên thần của mình. Dạ, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn hai đứa. Thì đó là lần đầu tiên em gặp ảnh, nên nói thật sự là em cũng không coi ra gì hết. Là ảnh rất là bồng sòm, mà đã vậy còn hôi nước. Rồi em lên đến gần em thấy ngay cái mùi nó hôi hôi, mà kiểu như là lâu ngày không được tắm cái gì đó. Xong thế là em giao bánh cho xong mà em lấy tiền xong em quay vô nhà một nước luôn. Rồi xin chào hai bạn. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em chào toàn bộ khán giả. Em giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Lê Tiến Anh. Dạ em năm nay là 31 tuổi ạ. Em đang là kiến trúc sư và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tiếng Anh. Còn em? Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trang. Em cũng là kiến trúc sư mà em làm bên nội thất. Wow. Hai vợ chồng kiến trúc sư luôn. Trời ơi. Dạ. Em cũng là 31 tuổi luôn hay sao? Dạ không, em 29 ạ. 29 tuổi nhưng mà là học chung trường đúng không? Dạ cùng trường. Như vậy là tình cảm của các em nó bắt đầu từ ngôi trường kiến trúc đúng không? Anh đón. Dạ không phải. Thôi giờ nói luôn đi. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Thực ra là hai tụi em là có học chung trường, nhưng mà em thì có follow trên cái Facebook của Trang, nhưng mà thực sự là tụi em cũng không có biết nhau. Có một lần là em thấy là Trang thức khuya. Thế là em mới nhắn tin, em mới hỏi là ủa sao thức khuya. Với lại Trang thì là làm nấu đồ ăn với lại làm bánh rất là ngon. Thế là em mới bảo hỏi là thức khuya với làm bánh á, nó có liên quan gì với nhau không. Thế là Trang mới trả lời rất lạnh lùng luôn là không, và không nhắn thêm cho em một cái tin nhắn nào, một chữ không, một chữ không do vậy thôi, trống trơ luôn. Thì thế là từ đấy là em mới tức, em mới bảo là phải cua cho cô này cho bằng được. Lúc đó là em không thích ảnh này sao? Em thì ở trên Facebook á, là em cũng hay show up bản thân, nghĩa là mình con gái mình cũng hay thích khoe cái này khoe cái kia. Còn anh Tiến Anh á thì ảnh là em không biết ảnh là ai hết, mà ảnh cứ hay like Facebook em. Cái đợt mà lúc mà tụi em thật sự là biết nhau á là cái đợt tụi ảnh mua bánh trung thu của em. Tại vì đợt là đó em làm là bánh đó luôn. Dạ em làm bánh trung thu em bán, mà em bán nguyên cái trường kiến trúc luôn. Đến cái lúc em mua bánh trung thu của cổ, có phải là em chẳng qua là mua bánh là để mà cho có dịp để mà tiếp cận với cổ? Đúng rồi. Như thế á, tại vì thực sự ra là em có lập một cái bản kế hoạch rất là dài và em cũng có mang đây luôn. Ôi, cứ mở đi, em có mở hấp dẫn sơ đồ. Rồi, rồi đây ơi, cái sơ đồ cá nhân nè. Trời ơi, vẽ hình luôn, vẽ hình luôn nha em nha. Đây. Em nói đi, cái sơ đồ này anh nhìn vô, giống như đám rừng vậy đó. Đây ai đây?
Dạ đấy là em. Dạ thực ra thì đây là những cái tính cách của cô ấy. Còn bên này là tính cách của em. Thì thực sự rằng là hai người mới cái tính cách rất là trái ngược nhau. Một bên là bóng tối, một bên là ánh sáng. Tức là cô này cái gì cũng show up ra Facebook hết. Dạ, còn ông là trên Facebook không có một cái gì cả, đúng không? Dạ. Đúng rồi chị. Đó. Rồi, đó cơ. Cho nên hắn ta là bóng tối đó chị. Đây là cái người đàn ông này á, là họ làm việc gì là họ có cái kế hoạch đó rất chị. Là đúng chi rồi, tiết kể rồi. Cả việc cô gái. Đây nè. Chứ đây là ông tính trong cái cách mà ông ấy dùng từ nữa. Dùng từ mình thấy nó cũng hay nữa. Khơi gợi sự ham hố. Mở ngoặt tiếp cận. Đây, có bằng chứng hết đây. Mở ngoặt tiếp cận. Nói vậy thôi. Đó. Rồi bây giờ quay trở lại đến câu chuyện mua bánh. Là em mua bánh online hay là em đến em gặp thẳng cổ đây mua bánh? Thực ra là em mua bánh online. Nhưng mà sau khi mà em mua bánh á, thì theo kế hoạch là em sẽ không tới lấy bánh. Mục đích để làm gì? Thì để trêu tức. Chọc tức tại chơi vì là tính kiêu kỳ. Nhưng mà cô tức quá, cô chửi quá, thì ra đành phải đến lấy. Lần đầu tiên em nhìn thấy ảnh ở ngoài đời đúng không? Dạ, lần đầu tiên luôn là em thấy ảnh rồi. Thì em có ấn tượng gì về anh này? Thì đợt đó lần đầu tiên em gặp ảnh là nói thật sự là em cũng không coi ra gì hết. Là ảnh rất là bồm sòm, ngồi thì giống như cái ướt nhem ướt nhẹp vậy nè, sơn nước này nọ tùm lum, giống như là một người thợ xi xay vậy đó. Mà đã vậy còn hôi nữa. Ôi, em đến gần em thấy ngay cái mùi nó hôi hôi mà kiểu như là lâu ngày không được tắm cái gì đó. Xong thế là em giao bánh cho xong mà em lấy tiền xong em quay vô nhà một nước luôn. Vừa khổ cái cô này, cô lại biết chăm sóc khách hàng. Sau khi mà ấy xong rồi thì cô mới nhắn tin hỏi thăm là bánh có ngon hay không. Em có khen không? Không, em chê luôn. Em chê là bánh quá dở. Rồi em nhận được cái tin đó sao? Em có, tại vì em biết không dở là em mới biết là cái chiêu trò của ông này rồi. Tới lúc đó là em biết luôn là ổng tiếp cận mình thôi. Đến lúc nào thì mới bắt đầu em có một cái suy nghĩ khác về ảnh? Đợt đó là em đi ăn nhà hàng với đối tác thôi, cũng trong khu Thủ Đức, cũng gần nhà nhau. Thật ra là nhà ảnh với nhà em cách nhau có khoảng 10-15 phút thôi. Là lúc đó em buồn, thật sự em cũng đang có chuyện buồn. Cái anh này là ảnh bị một cái là ảnh rất là biết lắng nghe. Thì em mới gọi ảnh ra, thì em mới nói là giờ đi cà phê đi, là tôi đang ở quán này, giờ cậu qua cái quán kế bên đi. Là cái quán kế bên thì em mới đi bộ qua, thì em gặp ảnh. Cái xong là hôm đó là trời cũng mưa. Đợt đó là ra gặp thì em mới nói em cứ ngồi nói chuyện nhau, cũng cà khịa nhau vậy. Xong tự nhiên em đứng lên, em mới nói là thôi tôi đi về. Ông kéo tay là em hôn em, nhờ hôn lên má, hôn lên má thôi. Em mới đánh cho một cái em xô ra, rồi em mới đi về, em mới về nhà em. Thì em đang đi về nhà là trời đổ mưa rất là to. Tự nhiên em tội nghiệp anh này. Tội nghiệp ở đây là thật sự là anh nói này là nhà ảnh đó là rất là sụp sệ. Ba mẹ anh bán hàng ngoài chợ, bán hàng trái cây ngoài chợ, rồi làm nhà, làm việc nhà cho người ta. Nghĩ tới tự nhiên tội nghiệp. Dạ, đúng không? Nghĩ tới tự nhiên đi, lúc đó quen em là như đi chiếc quay cà tàn hay chiếc gì đó, chiếc xe cà tàn lắm. Giống như là thằng bé âm thầm đi vào ngõ cụt. Dạ, đúng rồi. Rồi cái xong em về tới nhà là lúc đó lòng mình nặng trĩu lắm. Mình cảm thấy như là ủa chị không lẽ mình thương ông này thiệt, ta tự nhiên nghĩ ông này hoài. Thế là em mới về, em mới nhắn như vậy là trời mưa đó, về nhà cẩn thận, rồi nhớ ủ ấm này nọ, coi chừng bệnh. Nhận được cái tin nhắn là biết là hình như là cái chiêu của mình thành công rồi đúng không? Dạ, thực sự ra lúc đó là em hoàn toàn tự tin luôn. Và chắc chắn lúc đó là em có thể dự tính rằng là cái cơ hội để thành công trong kế hoạch là tới 70%. Coi như sau đó hai đứa là yêu nhau là mọi thứ suôn sẻ hết, là đúng kế hoạch của em rồi. Là bao lâu thì cưới? Dạ, thực ra đúng thì tháng 5 ấy chị. Bản thân em là cũng làm việc theo kế hoạch. Thì ra là em khi em đến em gặp bố vợ của em á, em nói là thưa chú, tháng 5 này con sẽ cưới con gái chú. Rồi bố nói sao? Bố không nói gì. Tức là lúc đó là vẫn đang tìm hiểu nhau, chưa hề là yêu nhau luôn, chưa hề là có thể là có tình cảm rồi nhưng mà chưa hề chính thức. Con quen cái thằng đó hả? Cái thằng đó nó láo quá, nó dám nói với bố là tháng 5 này con cưới con gái chú. Nhưng mà giờ chị hỏi là cái kế hoạch có đúng tháng 5 cưới không? Dạ đúng. Dạ đúng. Rồi hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ em lấy nhau được một năm bốn tháng. Là đã có em bé rồi đúng không? Dạ có em bé. Rồi bây giờ lấy nhau về rồi ảnh còn lòi ra cái tật gì nữa không? Bây giờ tật xấu gì tật nữa nè? Tật xấu hả? Tật xấu thì ví dụ là như là về tính cách nè, về nóng tính không? Trời ơi, nóng tính khủng khiếp. Có bừa bộn không? Dạ, bừa bộn. Có ở dơ nữa không? Dạ ở dơ cũng còn. Vẫn còn ở dơ đúng không? Nhưng mà có một cái tính này rất là xấu luôn, đó là xấu với em. Em thích là nấu ăn. Mỗi lần em nấu ăn xong á là em ngồi, em hóng có khen mình không? Trời đồ ăn hôm nay em nấu ngon quá, tức nghĩa là mình khơi dậy cho ông luôn. Ông ăn một mạch ngồi cầm YouTube coi cái mấy cái chương trình mà YouTube gì nọ đó. Thế là hả, mình ngồi mình chờ coi khen ông, ăn xong hết rồi cũng không biết mình ăn cái gì. Tức lắm là rất là nhiều lần không khen mình. Đó chỉ là một phương tiện, đúng không? Đồ ăn chỉ là một phương tiện để làm đầy bao tử thôi chứ đó. Không phải dạ, là đúng để rồi, thưởng rất thức. Là thờ ơ và rất ngoài là vô ra, tâm. Nè, đây không phải là một người đàn ông lãng mạn hay không? Em cưới đây em mới thấy lãng xẹt á. Độ lãng xẹt cũng khiếp. Hồi trước là em mơ lắm, em mơ mộng lắm, tại vì những cái chiến lược đó đưa ra là mình cảm thấy như là mình giống như là mình thật là nhỏ bé, mình thật là được một cái người đó rất là chú tâm vô mình. Nhưng mà tới hồi cưới về thì lúc nãy mình mơ lãng mạn lắm, điển hình như ông nói em là cưới xong là anh sẽ cho em đi châu Âu, xong rồi đi Maldives,
xong rồi hoặc là đi Phượng Hoàng Cổ Trấn rồi. Đi được bao nhiêu rồi? Tới bây giờ là Vũng Tàu em còn chưa được đi. Tới bây giờ một chưa năm, được đi một năm năm tháng rồi mà chưa đi, có lại dạ, chưa được đi. Có em bé đó bởi vì dạ, gì đó dạ, thôi từ từ đi. Sẽ đi nghe dạ. Rồi bây giờ tới em đó, cô ấy thì có tật xấu gì không? Cô ấy thì rất là thích nấu ăn, nhưng mà nấu ăn ra sau nấu cho đã xong rồi á bắt người khác dọn đúng không? Chỉ có nấu thôi không có dọn. Em là người dọn đúng không? Vâng, em rồi bố mẹ đều phải dọn hết cho cô. Rồi đôi khi có một cái công việc gì đó là bắt đầu là đem họ hàng mọi thứ, cái công việc cũ, cái chuyện cũ ra để mà nhắc lại mà nói rất dai. Nói ngày này qua tháng nọ luôn. Lèm bèm không? Lèm bèm lắm, rất là mệt mỏi. Rồi có gì nữa? Rồi em rất là dữ, dạ rất dữ. Chị thấy là em chiều dữ lắm đó, đúng không? Thực ra thì lúc đầu đúng là em chiều thật. Nhưng mà càng về sau này thì em lại càng phải bớt không đi. Chiều nữa. Còn bây giờ em còn mong muốn anh thay đổi điều gì nữa? Em chỉ mong muốn ảnh là quan tâm nhiều đến em hơn và khen em nhiều hơn. Chồng em không hề khen em. Bây giờ không cần khen để có động lực đúng không? Dạ đúng rồi, phải khen còn, em. Còn em thì sao? Em mong vợ em thay đổi gì? Thực ra thì em cũng mong là vợ bớt giữ đi tí. Bớt giữ hiền lại. Đấy là giữ quá đúng không? Dạ. Đó bây giờ nè, bây giờ dễ khen mà đi. Bớt giữ đi chứ, bớt giữ đi người ta mới khen. Tại vì bớt giữ đi á là lúc đó cái người kia họ sẽ ổn định về thần kinh. Nhưng mình giữ quá là cái thần kinh họ không có ổn định được. Họ luôn luôn họ suy nghĩ là không biết lúc nào là bà nổi cơn bà giữ lên đây, hoặc mình làm cái điều này là có vừa ý cổ không. Bây giờ bớt giữ đi cho cái đầu của anh xả ra. Anh xả ra các neuron thần kinh bắt đầu giãn ra. Khi thoải mái thì tự nhiên nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu hết. Trời hôm nay vợ nấu cơm ngon vậy. Nay thế này thế nọ đúng không? Đó bây giờ anh muốn là nè, nhân hôm nay em có nói một điều gì đó với vợ mình được hay không? Thì hôm nay là cũng không có một cái kế hoạch gì. Nhưng mà em cũng sẽ nói với vợ em một cái câu là thôi bây giờ mình đứng lên nói cái đi. Dễ thương hơn không? Vợ chồng mình cũng lấy nhau được một cái thời gian rồi. Thành ra là anh cũng rất mong muốn rằng là anh sẽ là cái điểm tựa và là cái một cái trái tim thứ hai ở bên cạnh em, cho vợ chồng mình á cứ mãi mãi bên cạnh nhau, rồi bên cạnh cu cơm như là cái ngày đầu tiên vậy. Và anh cảm ơn em là đến với cuộc đời của anh. Em cũng cảm ơn anh đã đến cuộc đời em, là đã sửa cho em rất là nhiều, tức là sửa con người em rất là nhiều. Và sắp tới là những cái chặng đường sắp tới là em muốn là cho dù có khó khăn hay những có những cái vui sướng gì đó thì mình cũng đồng hành cùng với nhau để mà mình chia sẻ với nhau. Là mình vậy cùng thôi. Hưởng hết ha. Okay. Dạ. Trời ơi dễ thương rồi. Dạ, không có trong kế hoạch nha. Dạ. Dạ, hãy đến với tự nhiên. Dạ. Rồi, chúc cho các em mãi mãi yêu thương và hạnh phúc như thế này. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Dạ. Khi mà em gặp ảnh thì em cảm thấy là anh này cao to, mà cái gu của em là cao to là được rồi, không cần phải là đẹp trai. Nói chung là lần đầu tiên gặp thấy vợ em Barbie lắm, dễ thương lắm, em bị cuốn hút liền. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh chị, em tên là Vũ Quân Hải, năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là buôn bán. Em thì sinh sống ở Gò Vấp, quê thì ở Đồng Nai. Rồi còn em? Dạ, em xin chào anh chị. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Mỹ Lệ, năm nay em là 27 tuổi. Em đang kinh doanh online và quê quán cũng ở Đồng Nai luôn ạ. Tình yêu của các bạn xuất phát từ là hai người ở hàng xóm đúng không? Dạ. Và yêu thương nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không nào? Dạ không, dạ không. Em ơi thôi, em làm ông mụ thôi, đừng làm ông thầy. Ông thầy. Rất quất. Rất quất luôn á. Mối lương duyên của các bạn bắt đầu như thế nào? Dạ, bắt đầu là mai mối á. Hai gia đình ở gần, rất là gần nhau nhưng mà đó. Hai gia đình đều biết nhau nhưng mà em với ảnh là không biết nhau. Em thì cũng có mình nên đôi khi cũng muốn lập gia đình. Thì lúc qua nó cũng 29-30 tuổi thấy chưa thấy dục dịch thì cũng lo quá. Thế là cũng bắt lấy vợ. Còn gia đình em có bắt lấy chồng không? Dạ không bắt lấy chồng nhưng mà thấy ảnh được quá, tại gia đình nề nếp này nọ cái bắt em là phải lấy anh đó. Là mai kêu em là cứ tiến tới đi, mặc dù em không biết ảnh là ai. Xong rồi sau một thời gian là dì của em ở gần nhà chồng em luôn á, cho ảnh số điện thoại em mà ảnh không có điện thoại, ảnh không có liên lạc gì hết trơn á. Đến nỗi dì em hỏi là ủa Lệ gặp mà Hải sao rồi, em nói là đâu thấy gọi điện gì đâu dì. Dì liên tục dì thúc mà Hải chồng em. Lúc đầu em cũng không có ý định là gọi điện liên lạc nhiều, nhưng mà em chưa suy nghĩ là gia đình đâu. Nhưng mà cũng thấy gia đình cũng lo cho mình quá thì mình cũng gọi điện cho người ta cái cho sao. Thì em kêu trời cái anh này chắc là đẹp trai hay là như nào lắm, anh làm cao không nhắn tin không gọi điện cho mình. Xong rồi cái em rất là khó chịu, em rất là ghét, phải làm sao cho ảnh gặp mình là anh phải gục luôn. Khi mà ảnh gặp em thì em thấy là chết thiệt hả? Chắc chắn là phải dính rồi. Mà vấn đề là em có chết với ảnh không? Dạ cũng có. Khi mà em gặp ảnh thì em cảm thấy là anh này cao to, mà cái gu của em là cao to là được rồi.
không cần phải là đẹp trai. Nói chung là lần đầu tiên gặp thấy vợ em Barbie lắm. Trông dễ thương lắm. Em bị cuốn hút liền. Tức tử luôn đúng không? Dạ, không... ai tình luôn đúng không? Dạ. À. Chứ phải chi mà ông này chết thôi mà cô này cũng không chết thì mới có chuyện để mà nói. Còn bà gặp bà chết qua chết lại. Gia đình mẹ em và mẹ chồng em thì cảm thấy là hai đứa đã liên lạc với nhau cái là hối thúc. Sao rồi, ngày nào cũng hối thúc. Tụi em chưa quen nhau nhưng mà cũng giống như là bắt ép là phải quen nhau. Quen nhau và yêu nhau trong khoảng thời gian là khoảng 1 năm. Trong thời gian tìm hiểu thôi. Nhưng mà không ngờ gia đình làm lố quá. Chưa thực tế mà gia đình coi như là xong rồi. Coi như là rồi xong rồi á. Bao lâu thì mới nắm tay? Cũng hình như cũng mà vài tháng. Đúng rồi, vài tháng sau. Rồi, sau khi nắm tay rồi bao lâu mới hôn nhau? Em là người chủ động. Nói chung là con trai được đà lên tới liền đúng không chị? Hỏi cái là thấy không nói gì cái là mình hôn liền. Có hôn sao em? Sướng lắm. Sướng lắm nhỉ? Cái là nói lên bảo, má ơi chắc con chết mất. Em nói vậy luôn á. Ủa chị cứ nghĩ là vậy nè, gia đình đã làm lố. Sao tụi em không lố theo ta? Mà tụi em để chị 2-3 tháng rồi bắt đầu mới hung đầu tiên rồi mới nắm tay. Dạ không, gia đình làm lố là vấn đề là hai đứa là đã đồng ý quen thôi chứ không phải làm lố về thứ khác. Như vậy là các em giữ cho nhau đến đêm tân hôn luôn đúng không? Dạ không, tại anh chị biết sao, tụi em làm giấy đăng ký kết hôn vào tháng 12 năm trước tới tháng 4. Nghĩa là đăng ký trước cái gì? Mới có đêm tân hôn, đăng ký kết hôn rồi thì thôi mình ấy luôn. Rồi cái lúc ấy thì la tới cái gì nữa? Không là má ơi con chết mất. Anh ơi từ từ thôi. Anh ơi từ từ thôi. Tính đi họp lớp cơ, vợ không cho đi. Khổ với lúc đó là mùng 3 Tết chứ chị. Trời. Thôi họp nhau đi. Không cho đi cái là thôi ở nhà hai đứa họp nhau luôn chứ. Nói chung là thoải mái mà, đúng lúc đó là thoải mái. Tại vì lúc đó là chỉ như là mình vừa mới đăng ký kết hôn xong rồi mình kiểu như thử á. Cũng sợ có bầu, tại vì 4 tháng sau mới cưới. Đến ngày cưới đó các em có biến cố gì xảy ra không? Dạ cũng có ạ. Hình như là ảnh nhắn tin hay là chat gì với lại một cô bạn cũ á. Nhắn tin bình thường thôi. Không biết em bị sao, em cứ nóng lên. Cái em nói qua nói lại, cái em nói thôi chia tay đi. Cái em nói giỡn thôi, hù thôi để cho ảnh không có nhắn tin với cái người khác giới nữa. Tại vì mình ích kỷ mà, mình mới đăng ký kết hôn mà. Cái xong ảnh kêu là ừ chia tay thì chia tay. Cái đợt đó là có một nhỏ kia nó cũng thích em lắm. Nó nhắn tin rồi nó nhắn tùm lum, nó nói đủ các chi kiểu ấy. Nói chung có nhiều tin nhắn em gửi hết lại cho vợ em bây giờ. Vợ em cũng lúc đó cũng còn suy nghĩ mông lung lắm. Cái là hồi nữa rồi tùm lum lên cuối cùng làm em bực mình. Hù em chia tay cứ kiểu em bực quá. Em bực quá. 7 giờ chia tay, 8 giờ là bình thường. Có nghĩa là mình nói chia tay xong rồi thấy cái cô ta uể oải quá, cái là mình cũng có mủi lòng luôn, cái là hồi nữa rồi lại thôi. Xong rồi hồi nữa xíu về cô ta đăng lên Facebook luôn, nó bảo xém nó mất cả bầu trời. Em chẳng biết bầu trời là cái gì. Là em đó phải không? Em xém mất cả bầu trời. Dạ, à? Đúng dạ. Rồi là anh đó. Là em đó dạ. Thì lúc đó em mới hiểu ra là em. Trước khi đám cưới đó có khi nào em thấy rằng là cái việc mà cưới hỏi nó đến mình nhanh quá không? Em xác định là về là nó hỏi nói chuyện người lớn thôi, nhưng mà không có định ngày cưới, không có xác định là cưới trong năm. Cái gia đình được nước rồi, hai đứa dính nhau rồi, con trai của mình sắp được lấy vợ rồi, gia đình bắt ép lấy cưới nhau trong năm. Cái em không chịu, em khóc tại nhà chồng luôn. Ngay lúc đó là tiệc xong rồi cái là quay qua nói bảo định ngày cưới là không chịu. Đó em cũng mới có 23 tuổi, em cũng chưa có suy nghĩ là phải lấy chồng, phải gò bó như, rồi thế như, này như thì kiểu kia. là bị gài á. Người ta bị choáng á. Không, cái tâm lý của con gái là vậy đó. Trời ơi, làm sao mà tưởng tượng được mình coi như em lấy chồng là bước sang một cái trang mới hoàn toàn cuộc đời nó. Một bước ngoặt. Nhưng mà giờ thôi cũng ván đóng thuyền rồi. Lấy nhau được 4 năm hả? Dạ. Có con chưa? Em sinh được một cậu con trai. Rồi bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Dạ, anh có tật xấu là không lãng mạn. Từ trước tới giờ có tặng hoa cho vợ rồi nói những cái câu nói yêu thương gì không? Mùng 8 tháng 3 có tặng hoa nhưng mà em phải làm dữ dằn lắm mới tặng hoa. Trước 10 ngày là em phải quằn 10 ngày. Vậy thì những cái lúc mà giận nhau thì như thế nào? Ảnh có phải là người xuống nước trước năn nỉ em hay không? Dạ không, ảnh không có xuống nước, không nói chuyện trước mà toàn em nói chuyện mà. Tại vì bản thân của em là em không thích cái không khí gia đình ngột ngạt, căng thẳng. Em thấy thích thoải mái nên khi mà nói ví dụ như là không nói chuyện một ngày đi á thì em tự động em nói chuyện trước. Khi giận là chồng em không nói năng gì hả? Có việc gì cần thì vẫn nói một hai câu. Là mặt cứ phụng phịu rồi đi ra đi vào. Với lại một phần là khi mà cãi nhau thì chồng em ở nhà còn em thì đi chơi. Thì chơi xong thì thoải mái rồi về nhà cũng thấy cả bầu trời bình yên rồi nên tự làm hòa. Nói vậy cũng vui. Rồi tới em Hải. Dạ. Lệ có tật xấu gì không?
Vợ em thì đúng ra thì cũng chẳng tật xấu nhiều. Có những cái tính là chồng nói gì đúng sai cũng phải để nói hết đã rồi mình hẳn nói lại. Nhưng mà thế mà em nói chưa hết gì là cũng phải trả lại một hai câu đã. Muốn tới đâu tới à? Cứ thích nói qua nói lại vậy thôi. Ở nhà thì như thế nào? Có gọn gàng ngăn nắp không? Trời, nếu mà vợ em ở nhà thì chắc em là người gọn gàng hơn. Vậy á? Ủa nhưng mà hai đứa em là đứa nào ghen đứa nào? Dạ không ai ghen ai hết nha. Vậy hả? Vợ chồng thanh bình vậy luôn á hả? Dạ không có ghen. Chỉ có chồng em là thích gọn gàng, thích ngăn nắp. Nhưng mà em thì ngược lại, em thì thích thoải mái, thích bừa bộn. Em thì nếu mà cũng nói đúng là không ghen thì không đúng. Nhưng mà em cũng tin tưởng vợ em. Tại vì vợ em làm bên vấn đề kinh doanh online nên cũng dạng như kiểu mắt cúp lên đi này đi đó. Vào những cái chỗ lớn thì cũng gặp người này người nọ thì mấy người cứ nói bảo sao để cho vợ đi chơi hay đi này đi thoải mái, nhiều khi không sợ. Em nghĩ một điều là trước khi lúc quen á, vợ em cũng có rất là nhiều người để ý. Cho tới lúc này chấp nhận nó lấy mình thì mình xác định về con đường gia đình thì vợ mình cũng vì mình, vì gia đình. Bây giờ là em mong muốn Hải thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn chồng em là lãng mạn hơn, quan tâm em nhiều hơn. Ví dụ như là lâu lâu tặng này tặng kia cho em, dẫn em đi mua sắm. Và tiền của anh em giữ hết rồi mà đúng không? Dạ. Giữ hết rồi lấy tiền đâu mua sắm. Bà sắp bạc đòi hỏi những cái chuyện. Thôi giờ không có em tiền không mang về giờ không tặng. Nhưng mà phải có tiền. Em không biết nhưng mà phải có tiền. Như tới ngày sinh nhật mà không tặng bông mà tặng cái gấp đôi thì gấp 10 lần cái bông cơ. Cái bằng thứ khác chi giá như kim cương hồ xoàn chẳng hạn đó. Phụ nữ ai cũng vậy đó em, nhiều khi một trái ổi thôi nó cũng hơn cả cái một cái gì giá đúng thời điểm đó. Thôi đúng thời điểm thôi em biết không. Em bây giờ em chơi chiêu phải đúng thời điểm, mình đã có lòng á là sẽ có cách thôi, nó nhiều cách lắm. Rồi giờ Hải nè, Hải mong muốn lại thay đổi điều gì? Em thì muốn nói chung là thay đổi cái thói quen như kiểu là sinh hoạt hoặc về vấn đề cái tính tình, nói chung là để nghe chồng nói hết đã rồi xem đúng hay sai đã rồi ấy. Có nghĩa là phải lắng nghe, tức là trong hai người á đều phải biết lắng nghe nhau. Thực sự vợ chồng là vậy, đến một lúc nào đó cái cuộc sống của vợ chồng á nó giống như là những người bạn đồng hành đi bên cạnh nhau vậy á. Và có đôi lúc mình quên đi cái sự sẻ chia của hai người á. Nhiều khi những ông chồng á đi ra ngoài có bồ có bịch là lý do là bởi vì khi ông nói á có người nghe. Có một em nay ngồi dạ anh trời anh hay quá, anh giỏi quá rồi này kia nọ đó, mà mình quên đi. Mình bị quên đi những cái chi tiết đó. Và em đã làm được một cái điều rất hay là em tự làm lành. Tức là mình thua chồng mình đâu có gì đâu mắc cỡ. Và em chỉ cần thêm một cái nữa là chịu khó lắng nghe ổng. Còn ngược lại thì những cái gì mà vợ em đòi hỏi đó, em cố gắng đi, lãng mạn lên chút coi nào. Làm sao mà để cổ phải la lên, ôi má ơi con chết đó. Ví dụ vậy. Thể hiện đi, đó đứng lên à. Sau chương trình này anh muốn là muốn dành cái tình cảm cho em được nhiều hơn. Và cũng thông cảm cho những cái suy nghĩ của em, những lúc em bực bội anh, hoặc là anh cố gắng thay đổi để cho mình, gia đình mình hoàn thiện và cuộc sống vợ chồng mình hạnh phúc hơn. Quá tốt. Nếu ngại gì một cái nụ hôn mà ôi má ơi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, và xin chúc cho hai em nha cứ mãi giữ lửa hạnh phúc ha, và luôn luôn tươi cười và nắm tay nhau đi hết còn trọn đời. Rồi cảm ơn chị.